miền Bắc chuyển nồm ẩm kéo dài. Từ hôm nay, mùng 9 tháng 4, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ chuyển sang thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm không khí tăng cao. Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến 3, sáng và đêm trời rét, ngày trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến 3, sáng và đêm trời rét, ngày trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 21 đến 23 độ. Dự báo từ ngày mai đến 13 tháng 4, các tỉnh Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào đêm và sáng, trời nồm ẩm nên nhiệt thấp. Từ khoảng ngày 14 đến ngày 15 tháng 4, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các tỉnh từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió Tây Bắc cấp 2 đến 3, phía Bắc trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì nhiều ngày tới ở đây. Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Nam Bộ hôm nay tiếp tục nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo từ mai, ngày 10 tháng 4, nắng nóng có khả năng hạ nhiệt ở Nam Bộ. Hôm nay, chỉ số tia UV ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ ở ngưỡng gây hại rất cao với sức khỏe con người. Người tham gia hoạt động ngoài trời được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng. Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét kéo dài. Hôm nay, mùng 8 tháng 4, thêm một đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta, nền nhiệt tiếp tục giảm, trời chuyển mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tại thêm không khí lạnh tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C. Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 21 đến 23 độ C. Dự báo ngày mai mùng 9 tháng 4, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, trời rét. Từ đêm mùng 9 tháng 4, khu vực Đông Bắc Bộ chuyển sang thời tiết sương mù, mưa nhỏ, nồm ẩm, trời rét trong nhiều ngày tới. Các tỉnh từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Tây Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất Thanh Hóa, Hà Tĩnh 21 đến 24 độ C, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế 27 đến 30 độ C. Dự báo ngày mai, các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh trời lạnh. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng,
đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C. Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ hôm nay ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Dự báo nắng nóng tại Nam Bộ còn tiếp tục trong ngày mai. Từ ngày 10 tháng 4, nắng nóng có dấu hiệu hạ nhiệt. Biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.